Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người quan tâm. Đó là những điều tích cực, những điều tốt đẹp ở những người phụ nữ hay những người đàn bà cũ mà những người đàn ông cần phải nhìn nhận thấy để mà trân trọng. Nói cho vui thôi, nói cho hài hước thôi, chứ chẳng có ai là cũ cả. Người đàn bà cũ ở đây là cách nói dân dã, dân gian, chỉ những người phụ nữ đã qua một đời chồng, đã có những cái tổn thương, đã có những vấp ngã, đã có những cái đổ vỡ ở trong cuộc sống. Và những người đàn bà cũ vẫn có quyền cuộc sống hạnh phúc, và thậm chí người ta nói rằng là trong cuộc sống hiện nay ấy, đôi khi bộ phim nhiều tập mới là phim hay, và tập 2 lại còn hay hơn tập 1. Tập 1 là tập đầu tay, thành ra tác giả lúc ấy còn chưa có kinh nghiệm lắm, cho nên nó gặp nhiều những sơ suất, sẽ có nhiều cái hạt sạn. Và khi đã bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, những cuộc tình về sau, thường thường nó đằm thắm hơn, nó có nội dung hơn, nó hay hơn. Thì người đàn bà cũ cũng vậy, người ta đã trải qua một sự đổ vỡ, người ta đã có thăng trầm trong cuộc sống rồi, nó tôi luyện lên bản thân người ta, và họ có 6 cái đặc điểm, 6 cái đặc tính sau, thật sự là quý giá. Điều quý giá thứ nhất ở người đàn bà cũ đó là biết tiết chế cảm xúc của mình. Bởi vì nếu như một cô gái mới lớn, nếu như người phụ nữ lần đầu bước vào cuộc sống hôn nhân với mối tình đầu với một chàng trai cũng còn rất là non trẻ, các cô gái đó thoát khóc thoát cười, nay nũng nịu mai óng ẹo, tự nhiên đang vui lại ngồi khóc hu hu, đang đi chơi với nhau vui vẻ thì lại thôi em đi về đấy, chán tụt mút hay là không có cảm xúc. Tức là các chàng trai mà yêu những cái cô gái mới lớn ấy thì đều có một cái nhận xét là mệt mỏi lắm, óng à óng ẹo, nũng na nũng nịu. Thật ra cái óng ẹo, cái nũng nịu ấy nó là cái sự không làm chủ được cảm xúc, để cho lúc nó lên lúc nó xuống nó thất thường. Nhưng cái điều này được khắc phục ở người đàn bà cũ, một người đã từng trải rồi, thăng trầm cũng đã nếm đủ, hạnh phúc cũng đã từng có những lúc hạnh phúc ngất ngây, và cũng đã có những đêm khóc hết nước mắt. Cho nên bây giờ không phải là chai sạn mà gì, bản lĩnh hơn. Thôi cứ biết hôm nay anh nói anh yêu em ghi nhận, em cảm động lắm. Thôi thì hãy để cho thời gian trả lời, hãy để cho thời gian chứng minh. Chứ không phải thấy một người đàn ông nào nói rằng là yêu mình, mặc dù mình là đàn bà cũ đã lại sướng quá nữa, nhảy sổ lên ôm anh, cổ anh, là em cảm ơn anh, em thích quá, em vui quá, em được anh yêu. Người đàn cũ bao giờ cũng đặt câu hỏi, em cũng còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mà anh quan tâm, anh nói là yêu, em rất là cảm ơn. Em không nói được điều gì, hãy để cho thời gian lên tiếng, hãy để cho mọi cái sự việc hay cái hành động nói lên tất cả. Đấy, đấy là cái gì? Sự thể hiện cảm xúc, bản lĩnh. Hay là người đàn bà cũ sau khi đã bước vào một mối quan hệ với người đàn ông tiếp theo, mà người ta một thời gian sau người ta muốn dừng lại, người ta không đi tiếp nữa, người ta có thể nói rằng anh rất là yêu em, tuy nhiên thì anh nhận ra chúng mình chỉ dừng lại ở tình bạn, chứ tiến xa hơn thì cả hai đứa cùng có những khó khăn riêng, hai cái khó cộng lại thì thành cái rất khó, anh sợ rằng không vượt qua được. Người đàn bà cũ đã từng đau khổ rồi cũng sẽ không quá đau khổ để mà vật vã, mà có thể có những hành động như ăn vạ hay cào cấu hay là la hét rằng là anh lừa dối tôi à, sao anh tồi thế, anh phản bội tôi à. Không, người ta có thể buồn vì cũng có chút hy vọng chứ, vì người ta cũng là con người mà. Nhưng cô ấy có thể nói không sao, em chịu đựng được, em hiểu mà, thôi không sao, không đi được tiếp với nhau, chúng ta là bạn tốt cũng tốt. Trời ơi, đấy, bản lĩnh của người đàn bà cũ nó ở chỗ đấy à. Vui quá cũng không hóa rồ, buồn quá cũng không gì, không hóa điên, rất mực thước, rất bình tĩnh, rơi vào hoàn cảnh nào cũng tự tự chủ, tự tin. Đấy, điểm mạnh thứ nhất của phụ nữ đó là làm chủ cảm xúc. Khi điểm mạnh thứ hai của người phụ nữ hay là của người đàn bà cũ, người phụ nữ đã từng trải, đã qua một lần đò, đó là người ta rất biết trân trọng những cái gì người ta đang có. Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân lần thứ nhất, hiện nay người ta thấy rằng là cô ấy có một đứa con ở trong tay, cô ấy có sức khỏe, cô đã vượt qua được cái sự gọi là thăng trầm. Hiện nay cô ấy kiên cường, cô cũng đang có công ăn việc làm, cô cũng có một cái ngôi nhà nho nhỏ.
Cô biết đấy là những thứ mà do bàn tay cô làm nên, không ai có thể tước đoạt được, và cô tự hào vì cái việc là hiện nay đang có. Còn người đàn ông nào đến với cô, yêu thương cô ấy, thì chỉ có được thêm vào, mang lại cho cô niềm vui hơn, hạnh phúc hơn, mang lại cho cô những thứ mà đã có rồi, bây giờ có thêm nữa. Chứ còn đánh đổi là người ta không đánh đổi, không dạy gì, người đàn bà cũ không dạy. Cho nên người đàn ông nào mà yêu thương người đàn bà cũ thì hãy trân trọng những quá khứ của họ, hãy yêu thương những thứ họ đang có, đó là đứa con. Chỉ có những anh chàng quá khờ dại, những anh chàng mới lớn thì mới yêu theo kiểu ích kỷ là anh rất yêu em, nhưng anh không muốn em đưa cả con em về nhà anh. Và hôm tới đây anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh, nhưng anh không muốn là giới thiệu em có một đời chồng hay em đã có đứa con. Người phụ nữ hay người đàn bà cũ chắc chắn sẽ lắc đầu nói rằng thế thì em không về. Bởi vì nếu anh yêu em thật sự, yêu tất cả những gì em đã có, bởi vì nó là gì ạ? Nó là máu thịt của em, nó là vốn sống của em, nó là tài sản của em. Nếu anh đánh đổi, bắt em phải đánh đổi là được yêu anh, nhưng mà rồi lại phải giã từ đứa con hay buông bỏ đứa con thì em không làm. Thế đấy, đấy là cái điểm mạnh của đàn bà cũ đấy, biết trân trọng những gì mình đang có, đang biết giá trị của mình ở đâu. Ai đến với họ thì người đó phải yêu, trân trọng những thứ cô ấy đang có. Còn có chăng nữa chỉ mang thêm những điều tốt đẹp đến. Thế còn nếu bắt cô đánh đổi những thứ đang có để mà lấy một cái cảm xúc, một cái tình cảm mới chưa biết thế nào, có thể bấp bênh, cô không dại đâu nhé. Trên đấy là một thứ mà làm nên cái lấp lánh ở người đàn bà cũ, đó là biết trân trọng những thứ mình đang có. Người đàn bà cũ đã trải qua nhiều thăng trầm, tai đã nghe đủ những lời khen, thậm chí cả những lời chê trách nhiếc móc, cho nên tai đã biết nghe lựa chọn, không có bị lung lay tư tưởng. Người phụ nữ đã qua một lần đò, người đàn bà cũ rất biết, gọi là biết biết nhận xét hay là biết phán đoán rằng người đàn ông này đến với mình vì điều gì. Nếu một người đàn ông đến với cô ấy được một thời gian rất ngắn, suốt ngày chỉ khen cô ấy, em vẫn còn ngon, em vẫn còn xinh, lúc nào mưa gió anh sang bên này anh gửi đứa con, hay lúc nào chúng ta phải đi đâu đấy, hoặc là sang chơi giả vờ mượn rượu mượn chè, chỉ muốn đấn đá ở lại ngủ ấy mà. Cô biết là đối tượng này là chỉ nhìn thấy cái bề ngoài của mình thôi, nào là mình gái một con trông mòn con mắt, rồi một người đàn ông gì mà quay đi quay lại sang chỉ mắt trước mắt sau nhìn vào cái vòng hai vòng ba của cô để buông lời nhận xét. Cô ấy tế nhị lắm, cô ấy không có nhắc nhở không gì đâu, nhưng mà từ lần sau giờ đi, cái người đàn ông đó sang đã được cô ấy giữ một khoảng cách nhất định, bởi vì chắc ông này ông cũng chỉ mong muốn đi lên giường với mình, chỉ muốn đi ngủ với mình. Cho nên bây giờ ông còn khen, ông còn ca ngợi chỉ vì mình chưa cho ông ấy. Chứ mà khi con ong đã tỏ đường đi lối về, một lúc nào đó mình cho ông rồi, năm lần ba lượt rồi, chán rồi ấy, là dễ rút lui lắm. Thế cho nên là người đàn bà cũ không bao giờ lắng nghe những cái lời phỉnh nịnh, những cái lời mà khen ngợi một cách nó thái quá. Một người đàn ông nào đến kiên nhẫn chơi với con cô ấy, rồi kể cả những lúc cô không ở nhà, chở con cô đi chơi lên phố, ăn kem, ăn kẹo, mua bánh, mua trái. Có những hôm trời mưa, cô ấy gọi điện, cô ấy khoe rằng con cô ấy ốm, à cô ấy báo rằng con cô ấy ốm, anh có thể sẵn sàng vượt qua trời mưa đến để chở mẹ con cô đi viện. Khi thấy cô đang ngồi bên cạnh con cô ở viện, cô ấy mệt mỏi, anh ấy đã mua bánh cho cô ấy ăn và nhắc rằng em đi ngả lưng, em đi chợp mắt đi để anh trông con cho. Những cái hành động ấy, những cái động tác ấy, những cái việc làm ấy không lọt qua được mắt người phụ nữ, người đàn bà cũ đâu. Họ ghi nhận hết, họ rất trân trọng cái đó, và họ nghĩ rằng đây mới là người đàn ông chân ái của đời mình, biết yêu, biết thương, biết quan tâm, không chỉ nói bằng là anh yêu em nhiều bằng lời nói, mà nói ít nhưng thể hiện bằng bằng hành động. Người đàn ông khôn ngoan mà chinh phục người phụ nữ, người đàn bà cũ, hãy biết nắm bắt cái đặc điểm tâm lý này để chúng ta có cơ hội mà để lọt vào mắt xanh, lọt vào trái tim vốn đã có nhiều tổn thương của họ. Người đàn bà cũ cũng là người thật sự thẳng thắn, rất là thực tế, không có lòng vòng. Một anh nào mà đến chinh phục một cái người đàn bà cũ, biết rằng cô đã có một đời chồng hiện nay là xứ Ngờ Mâm,
đang nuôi một đứa con, cứ nay đến chơi mai đến chơi, xong rồi đến để uống nước chè, ngồi xem tivi chán rồi lại về 5 lần 7 lượt. Nếu không nói được điều gì, không có dẫn dắt câu chuyện đến đâu, người đàn bà cũ sẽ gợi ý, không có lòng vòng. Bây giờ còn thả thính rồi đi hẹn hò, rồi đi ăn kem, đi uống nước cái cà phê với nhau hết tháng này đến năm khác là không chịu được đâu. Em bận lắm, em cũng là một người đã trải qua một lần đò. Bây giờ em không còn lắng nghe những cái lời mà nó bay bướm lãng mạn nữa đâu. Em bây giờ thật sự em chỉ mong có một ai đó thương em, rồi thương cả con em. Người ấy không cần quá đẹp trai, người ấy tốt bụng, người ấy chấp nhận rằng là giới thiệu với mọi người rằng em là người đàn bà cũ và tự hào vì em là người đàn bà cũ chứ không phải che giấu điều gì. Ý muốn nói thật sự là đấy, em mong muốn như thế. Nếu anh đến đây định tìm hiểu em thì cứ nói thẳng để em tạo điều kiện, còn đến đây chỉ để ong bướm lởn vởn ấy mà thì xin mời đi chỗ khác để em còn có thời gian em kiếm tiền em nuôi con em. Cho nên phụ nữ này rất là thẳng thắn, không có lòng vòng. Cho nên các bạn chinh phục người đàn bà cũ cũng đừng có quá dè dà. Trải qua một lần đò, họ đã nắm được các cái cung bậc, các đường đi nước bước của người đàn ông rồi. Bây giờ mà mình đến cái là họ biết rằng là cô ấy biết ngay rằng là mình đang có ý đồ, có ý định. Vậy thì nói gì, muốn gì hãy giải bày trong một vài buổi đi lại, để nếu như cô ấy cũng có ưng ưng cái bụng, cô ấy sẽ mở đường. Còn nếu trong lòng cô đã có ác cảm, cô ấy sẽ dựng hàng rào lên để mình cũng biết để mà dừng lại. Tránh trường hợp là đi lại quá nhiều rồi mình không hiểu được ý của cô ấy, dẫn tới trường hợp là mất quá nhiều thời gian rồi cuối cùng chẳng được cái kết quả gì cả. Đừng quên, người đàn bà cũ là người đàn bà rất thẳng thắn, không thích lòng vòng. Một đặc điểm hay gọi là một thế mạnh nữa của người phụ nữ, người đàn bà cũ đó là rất biết trân trọng những khoảnh khắc yêu thương. Thật ra người ta đã là người đàn bà cũ, đã đổ vỡ hôn nhân, đã gãy đổ một lần, chắc chắn đã có những cái trắc trở, trái tim đã bị tổn thương, có lúc tủi nhục, có lúc khóc thầm. Bây giờ ai mang đến những cái cử chỉ ấm áp, yêu thương, những cái điều mà làm cho người ta rung động, người ta quý lắm. Ví dụ như cũng chả phải làm điều gì to tát, giúp người ta làm một cái việc mà trước đây cái ông chồng cũ ấy, ông không bao giờ làm. Thì ông chồng cũ là ông gia trưởng, ông nói là tất cả việc to việc nhỏ là của đàn bà tự tự phải lo, còn ông ấy chỉ có kiếm tiền thôi. Cho nên là người vợ đã từng có lúc đi đẻ một mình, tự gọi taxi, tự gọi xe ôm, hoặc là gọi bố mẹ bên mình hoặc là chị em nhà bên nhà mình để đưa mình đi đẻ. Đẻ xong 2 3 ngày sau ông ấy vào, ông ấy xem mặt con ông ấy, ông gật gật được một tí, ông xem có giống ông ấy không. Thế rồi ông ấy quăng tí tiền rồi ông đi. Người phụ nữ đã trào nước mắt vì cảm thấy bị bỏ rơi, không được chia sẻ cái gánh nặng mà vượt cạn ấy. Bây giờ gặp một người đàn ông chỉ cần khác trước thôi, ấm áp hơn người trước một chút thôi, quan tâm lắm, đến chơi 2 3 ngày, ôi hai hôm nay em mất ngủ hay sao, nhìn thấy mắt em thâm quầng, thôi chết rồi, suy nghĩ vừa thôi đầu đã bắt đầu có sợi tóc bạc rồi này, để yên anh nhổ cho. Những cái hành động đó mà nó có giá lắm. Cho nên là có thể với người khác, với những người phụ nữ trẻ còn đang háo hức, đang có nhiều người săn đón thì người ta không không thấy nó quý giá đâu. Như với người đàn bà cũ, những cử chỉ, những sự quan tâm chân thành thì được ghi nhận. Và đó là lý do mà những người đàn ông muốn chinh phục, muốn mở cửa trái tim của người đàn bà cũ phải lưu tâm, phải học hỏi. Và điều cuối cùng, điểm mạnh cuối cùng ở người phụ nữ đã đổ gãy hôn nhân ở người đàn bà cũ đó là người đó rất trân trọng giá trị gia đình. Cô đã đổ gãy hôn nhân, bây giờ cô vẫn mong muốn là có một cuộc hôn nhân khác, chứ không giống như một vài người là sau khi đổ vỡ hôn nhân bắt đầu quay ra nói xấu đàn ông, căm hờn đàn, thù đàn ông, nói rằng thề từ nay đến giờ không thèm kết hôn, không thèm lấy chồng, ở vậy cho sướng, kiếm thật nhiều tiền, rảnh rỗi thì đi du lịch, rồi đi ăn đi nhậu cho nó vui, thích ai thì cặp bồ một thời gian xong thì buông thì bỏ. Những cái người phụ nữ như thế chắc chắn là nó khác hẳn với những cái người đàn bà cũ.
thật ra vẫn khao khát có tình yêu, vẫn muốn trái tim có một lúc nào đó được rung lên những nhịp đập mới. Mặc dù đổ gãy hôn nhân nhưng chưa bao giờ hận đàn ông, vẫn chỉ cho rằng là mình không may gặp phải người chồng cũ nó tệ bạc, hoặc là không may anh ấy bị tai nạn mất sớm mà mình rơi vào cảnh góa bụa, chứ không mang sẵn cái lòng thù hận cả giới đàn ông. Vì vậy thì trái tim của người phụ nữ đổ gãy hay là của người đàn bà cũ ấy vẫn còn ấm áp lắm. Nên nếu chúng ta mà rơi vào vòng tay của họ, được họ chấm điểm, được họ đồng ý cho mình lên cùng thuyền, thật ra hứa hẹn chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân rất là ấm áp, không lãng mạn nhưng bền vững, dài lâu và rất là thiết thực. Hy vọng rằng anh chị em, những anh nào mà mình cũng là người đàn ông cũ, hoặc là những người chưa từng kết hôn nhưng có cái tinh thần rất là cởi mở, những chàng trai chưa từng có vợ bao giờ mà vẫn cảm thấy mình có thể chinh phục được người đàn bà cũ, hãy mở rộng trái tim, hãy tìm đúng biện pháp, đúng cách để chúng ta tìm đến với trái tim của người đàn bà cũ, để chúng ta cùng với họ xây dựng nên một cuộc hôn nhân, một cuộc sống gia đình ấm áp. Và hy vọng rằng những chị em phụ nữ, những người đàn bà cũ đừng quá mặc cảm, hãy cởi bỏ lòng mình, hãy gác lại chuyện cũ. Chúng ta hãy tự hào vì những điều chúng ta đã có. Chúng ta vất vả gian truân nhưng đã rèn luyện cho ta được một cái sự kiên cường, một cái sự dẻo dai, một cái tinh thần vượt khó để chúng ta đứng vững được ngày hôm nay. Những người đàn bà cũ ấy chắc chắn sẽ mang lại cho những người đàn ông một cái cảm giác ấm áp và một cuộc sống hạnh phúc. Thưa toàn thể chị em thế này ạ, ai cũng vậy thôi. Mình cũng mong muốn rằng là lớn lên lấy chồng, được chồng yêu thương, sau này gia đình nhà chồng kính trọng, quý mến. Mình có những đứa con ngoan ngoãn, sau này các con trưởng thành, thành đạt, nó hỗ trợ, nó giúp đỡ mình với người bạn đời của mình sống đến đầu bạc răng long. Thế thôi, ai cũng thế thôi, người phụ nữ dù là chủ tịch nước hay là một người nông dân bình thường thì chúng ta cũng đều có cái khát vọng như nhau là có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Bên cạnh những cái quy định đối với phụ nữ để mà có cuộc sống bình an hạnh phúc, nào là giỏi việc nước, đảm việc nhà này, nào là phải công dung ngôn hạnh này, nào là tự trọng tự tin rồi tự lập rồi, rất là nhiều những, phải nói là phụ nữ là đối tượng mà được xã hội đưa ra cho quá nhiều những cái chuẩn, những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí để mà phải phấn đấu. Cho nên thật sự để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo cũng mệt lắm, tôi hiểu được như thế. Nhưng mà trong cái quãng đời mà làm tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình của tôi mong muốn đóng góp thêm 4 điều mà chị em đừng làm để cho người chồng của mình vừa kính trọng, vừa nể trọng, vừa biết ơn mà rồi không thể rời bỏ mình được. Đó là 4 điều sau. Điều thứ nhất, chị em đừng bao giờ so sánh chồng mình với chồng người khác. Cái câu này thì nghe quen quen lắm. Suốt ngày có những chị em là trông chồng người ta mà thèm, chồng người ta vừa đẹp trai, vừa kiếm tiền giỏi, lại chiều vợ, lại biết nghe vợ. Chồng mình thì chỉ thế nọ, chồng mình thì chỉ thế kia. Xin thưa rằng là đến con của chúng ta nó cũng không thích chúng ta so sánh nó với con nhà người khác nữa. Một trong những câu mà trẻ con nó sợ và nó ghét nhất đó là so sánh nó. Trông con người ta mà thèm, con người ta cũng cơm mấy gạo ấy, sao đi học, năm nào nó cũng đạt học sinh giỏi, đạt học sinh tiên tiến, con nhà mình thì thế này, con nhà mình thì thế kia. Vì vậy thì hãy nhớ, so sánh không ai thích thú cả, so sánh mình với người khác. Chúng ta cứ đặt tình huống là ông xã nhà mình ấy, mà suốt ngày vào khiếp trông vợ người ta mà thèm, vợ người ta là vừa đảm đang, vừa giỏi, vừa xinh, lại còn ngoan ngoãn, khéo chiều chồng, khéo chăm con, lại còn kiếm được tiền. Trong khi thì vợ mình thì thế nọ, vợ mình thế kia, thế nào chúng ta cũng có phản ứng, đúng không? Thế thì chúng ta hãy suy bụng ta ra bụng người, đàn ông cũng vậy, họ không thích mình bị đặt lên cân so sánh với chồng người khác. Đôi khi chúng ta cũng không có cái ý gì sâu xa đâu, nhưng mà đôi khi muốn tâm sự chia sẻ, mà trong lúc ngồi ăn cơm lại anh có nhớ con Hằng ngày xưa học cùng với em, cùng khóa với em không, ngày xưa nó xấu ơi là xấu, thế mà giờ lấy được anh chồng à, vừa đại gia, vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, lại vừa chiều vợ, vừa mua cho vợ, tặng vợ cái ô tô. Ôi, cái chia sẻ của mình mang tính chất vui, nhưng ông chồng ông lại suy ra là đấy, đang so sánh mình với ông chồng của cái cô Hằng nào đó. Thế là rồi đã có những trường hợp là quay ra rằng
thì cái hàng nó tốt số, nó giỏi, nó đảm đang, nó khéo, nó xinh thì nó mới được người chồng như thế. Cô xem lại cô đi, đừng có mà thế nọ, đừng có mà thế kia. Ôi thế là quay ra ngồi cãi nhau. Cho nên là câu đầu tiên tôi nhắc là chúng ta vô cùng hạn chế nói cái câu trông chồng người ta mà thèm. Đừng so sánh chồng mình với chồng người khác. Mình luôn luôn nghĩ thế này này, thôi gió tầng nào gặp mây tầng ấy, chồng mình thế này thì người ta mới lấy được đến mình. Chứ nếu một ông quá hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa trẻ trung, vừa có tài, vừa có tiền, đã chắc gì người ta để ý đến mình. Cho nên là ngày xưa các cụ lại còn dạy một cái câu mà tôi nghĩ cho đến giờ vẫn thấm thía, đó là chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Mình cứ yêu chồng mình đã, rồi mình sẽ nhận được lại tình yêu từ anh ấy nhé. Cho nên là việc đầu tiên đừng so sánh chồng mình với chồng người khác. Việc thứ hai ấy, đừng hơi một chút là mình ăn vạ, mình đòi bỏ về nhà ngoại. Thật ra mình đã lên xe hoa, đã thôi ngày xưa thì gọi là bố mẹ gả bán, thế nhưng bây giờ thì không gọi là gả bán mà mình đã đi lấy chồng. Mình có vui, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau chia sẻ, thế mới là người khôn ngoan. Vợ chồng có cãi nhau, có đánh nhau, có đuổi nhau, ông chồng có điên tiết bảo cô cút khỏi nhà tôi, thì mình cũng còn phải cãi cơ chứ, đừng có nói là chấp nhận. Thứ nhất, anh phải như thế nào, gia đình anh phải sao mới đưa được tôi về đây. Bao nhiêu lần chú anh, bác anh, bố anh, mẹ anh đến dạng ngõ ăn hỏi xin dâu, rồi có lời với lại tổ tiên, có lời với bên nhà tôi, rồi mới đón được tôi về đây. Không có dễ đâu. Bây giờ anh muốn cho tôi đi ra khỏi nhà này không? Làm thủ tục ngược lại đi. Mời các bác, các cụ mà ngày xưa đã từng đi xin dâu, đã từng sang nhà tôi có lời với bố mẹ tôi. Ôi mình phải cãi lý chứ, tội gì mình phải đi đâu. Nhưng mà có chị em hơn một chút là ăn vạ, bỏ về bên ngoài. Tất nhiên tìm về bên ngoại là chúng ta tìm một sự bình an, một sự che chở. Chúng ta nghĩ rằng về ngoại là yên tâm nhất. Rồi chúng ta hy vọng rằng là chắc là từ giờ đến chiều hoặc là đến mai ông chồng sẽ sang bên ngoại xin lỗi bố mẹ vợ, sẽ đón vợ về. Đây là kịch bản mà chúng ta nghĩ là như thế. Nhưng nhiều trường hợp nó sẽ không thế ạ. Có những ông chồng nói rằng tôi không đuổi cô có chân đi thì có chân tự tự về. Cho nên là thích ở bên thì cứ ở. Nếu mà thích ở được cả đời thì cho ở luôn. Thậm chí là có anh còn trêu rằng là cho trở về nơi sản xuất. Đấy, thế thì mình đừng có dại. Đừng có dại mà hơi một tí thì ăn vạ để đòi bỏ nhà ra đi hay bỏ về nhà ngoại hay là xách túi vali đi đâu. Đã có những chị em phụ nữ ở thành phố thì không về nhà ngoại vì bố mẹ cũng xa. Thì bắt đầu là tức quá thì bỏ nhà ra đi. Trốn ở chỗ nọ, trốn ở chỗ kia, chơi ở nhà cô bạn thì cũng chơi được một buổi chứ ai đấy chứa được lâu. Người ta cũng còn chồng còn con người ta. Xong bắt đầu lang thang, thậm chí có người có điều kiện đi thuê nhà nghỉ ở tạm vài ngày chỉ với một mục đích là hành cho ông chồng, để cho ông biết mặt, ông thấy rằng là nếu ông đụng đến tôi, ông không làm tôi hài lòng hay không vừa ý thì tôi bỏ nhà ra đi cho ông biết mặt. Nói thật sự đàn ông rất cần vợ, nhưng cái gì cũng cũng có giới hạn của nó thôi. Mình làm mẩy quá thì rồi ông cũng 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 sẽ có cái bài cùn đấy. Đã thế thì đây cũng chẳng cần, không có cô tôi cũng không chết, không có người nấu cơm tôi ăn cơm ở ngoài. Mà hơn nữa rằng là hoàn cảnh đẩy vào mà các ông ấy cũng nấu được ăn hết đấy mà. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng không có mình thì ai đó chết, và hơn một chút thì hờn dỗi bỏ đi mang tính chất ăn vạ. Đó là điều thứ hai đừng bao giờ làm. Điều thứ ba nghe thì có vẻ buồn cười nhưng mà thật sự rất đúng, đừng bao giờ quá hạ mình. Mình với chồng mình lấy nhau, người ta gọi là một đôi vợ chồng, có hai cái bằng nhau bình đẳng ghép lại nó mới nên một đôi. Một đôi đũa lệch thì một chiếc dài một chiếc ngắn thì nói chung nó khó coi lắm. Thế thì mình và anh ấy là một đôi vợ chồng, ta cũng thế, của vợ công chồng, của chồng công vợ, ai làm cũng được, miễn là mang về cho cái gia đình này. Thôi thì có cơm thì ăn, có việc thì làm. Mặc dù phụ nữ đôi khi cứ nhún mình một cách thái quá, mỗi khi mà ông chồng có cái vẻ tức giận gì là mình quỳ em xin lỗi, nếu em có sai trái ở đâu thì anh cứ nói để cho em khắc phục, em sửa chữa, chứ anh đừng có giận dỗi như thế, em sợ lắm. Với em thì anh là duy nhất, anh là cả cuộc đời của em, nếu anh mà bỏ em đi thì em sẽ chết. Ôi dồi, sao mình thấy mình tội quá. Không một người đàn ông nào thấy kính trọng một người phụ nữ mà bỏ lê bỏ lết ở dưới đất mà bái phục anh ta như là một
đức cứu thế, hay là một đấng cứu thế, hay là một ông thánh cả. Mình hoàn toàn có thể nói đây này, tình cảm vợ chồng nó là sự tự nguyện của đôi bên. Em đã hết lòng vì gia đình, vì anh và vì các con. Em cũng mong muốn anh phải đối xử với em một cách công bằng. Em không dám đòi hỏi là em trao đi 10, em phải nhận là 10. Nhưng anh cũng phải biết điều chứ. Từ ngày lấy anh em được cái gì? Em tàn phai nhan sắc, em vất vả về sức khỏe cho người em thế này. Cho đến bây giờ em có không có một cái gì riêng cho bản thân mình ấy. Chẳng phải một cái cây vàng hay một cái nhẫn bạc hay một cái lắc vàng gì. Tất cả đều dành cho gia đình, cho bố con. Đích cuối cùng của em chỉ mong muốn là nhận lại là một sự ghi nhận, một sự kính trọng, một sự tôn trọng của anh. Đừng có hơi hở ra một chút là anh rủa em là thế này, hơi một chút là anh đuổi em đi là thế kia. Thật ra chúng ta cần nhau, em cũng cần anh thật. Nhưng mà em cũng không phải là một người gọi là vô tích sự để mà về cái nhà này để mà anh phải nuôi không. Ví dụ như thế, mình phải có tư thế của mình chứ nhá. Cho nên là không ai kính trọng, nể trọng một người mà hạ mình một cách thái quá đâu. Chị em trong mọi trường hợp hãy giữ bình tĩnh, giữ một phong thái, một phong độ rất là đường hoàng, người đàn ông lại càng nể trọng mình hơn. Và điều cuối cùng, đây là một thói quen mà thường gặp ở rất là nhiều chị em phụ nữ, nhưng mà tôi vẫn cứ phải nhắc lại. Chúng ta yêu nhau, chúng ta ăn nằm với nhau, chúng ta sinh ra những đứa con. Những đứa con này là đứa con chung của cả vợ cả chồng. Các con chúng ta đều cần cả bố cả mẹ. Nó có họ nội họ ngoại, nó có nguồn gốc của tổ tiên. Đừng vì bất cứ một cái sự xích mích hay là hận thù gì nhau mà chúng ta lôi kéo con của chúng ta về phía mình để chống lại bố nó. Đã có những chị em phụ nữ hơi một chút phát hiện thấy chồng mình có nhắn tin hay là gọi điện với cái cô nào đó, thế là gọi luôn cả mấy đứa con đây. Các con thấy chưa, ra đây mà nhìn bộ mặt thật của bố mày này, tưởng là gì nhưng hóa ra là đi bồ đi bịch, vợ con thì không quan tâm, lại đi dành thời gian cho cô nọ cô kia đây. Thấy chúng mày thấy chưa, bố chúng mày đẹp mặt chưa. Ôi rồi ôi, nếu như các con nó quá nhỏ thì nó sẽ nghe theo mẹ và nó sẽ tẩy chay bố. Nó sẽ nghĩ rằng bố là người vô trách nhiệm, chỉ đi chăm cô A, cô B, cô C, còn bỏ rơi mẹ con. Chúng ta có sung sướng gì không khi con chúng ta cãi bố nó nhem nhẻm, thậm chí nói lại bố nó rằng là ông không phải là bố tôi, ông không xứng đáng là bố tôi. Thế rồi là ông đi đi, tôi không yêu bố. Thậm chí con đứa trẻ mới 4 tuổi mà bố bảo là ra đây bố bế một chút thì con chạy bán sống bán chết lao về phía mẹ, nói rằng mẹ ơi cứu con không yêu bố. Chúng ta có hạnh phúc thế không? Không, đúng không? Thế hay là lớn lên một chút nữa, các con nó học cấp 2, cấp 3, nó có suy nghĩ, có ý thức rồi mà. Nó thấy mẹ cứ lôi kéo, cứ nói xấu bố. Đã có những trường hợp, nó nói lại cho đấy. Con thấy mẹ không được. Bố thì đúng là cũng có khuyết điểm, nhưng mà bố cũng đã cố gắng thế này. Bố cũng chịu khó làm ăn. Cái nhà này mà bố không mang tiền về thì làm sao mà trang trải được. Chúng con đi học, đi hành, bố không phải là người đưa đón hàng ngày. Nhưng mà tiền nong bố lo cho đầy đủ, để mà có được tiền nong cho cả nhà này chi tiêu và các con học tập thì bố cũng phải vất vả. Đôi lúc bố cũng phải nghỉ ngơi, giao lưu bạn bè, có cốc bia, cốc rượu, hay thỉnh thoảng có ăn, có nhậu một bữa thì cũng được, làm gì mẹ nặng lời, mẹ nói thế nọ, nói thế kia. Nó bênh bố nó đấy. Cho nên xong bắt đầu là người phụ nữ quay ra, ôi giời ơi, đúng là giỏ nhà ai qua nhà đấy, thằng bố nào thằng con vậy là còn bênh nhau. Ôi thế tự nhiên mình lại nói xấu luôn cả con mình luôn. Thế là cuối cùng con nó nhìn mình với một cái bảo là chẳng trách được bố chán, bố tan làm, bố không muốn về nhà bởi vì mẹ vô lý lắm, con chán mẹ lắm. Thế có phải là mình đến thấy khổ không, xấu hổ không? Cho nên có rất là nhiều điều chúng ta phải làm để trở thành người phụ nữ đáng yêu, người mẹ gương mẫu, người vợ được chồng kính trọng. Nhưng lưu tâm 4 điều mà tôi vừa kể trên, chị em cố gắng không làm để người chồng luôn luôn yêu thương, kính trọng và không bao giờ rời xa mình. Hy vọng rằng chia sẻ của tôi giúp chị em phần nào có được những cái kiến thức, những kinh nghiệm trong ứng xử hàng ngày đối với người bạn đời, để chúng ta xây dựng một cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Xin chào các bạn, chúng ta cùng trở lại với chuỗi chương trình trò chuyện cùng anh Đinh Đoàn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là câu chuyện chậm có con. Và chúng ta hãy cùng gửi lời chào đến chuyên gia của chương trình. Xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em, xin chào tất cả các bạn. Thưa anh Đinh Đoàn, em có quan sát thấy là gần đây thì có rất là nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn sau một thời gian 5 năm, 10 năm mòn mỏi mà không có con. Vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào về cái hiện tượng này ạ? Đúng là đối với người Việt Nam, ít nhất là với người Việt Nam, rằng đã lấy vợ lấy chồng thì cái mong muốn đầu tiên là có với nhau một đứa con. Vì đứa con nó vừa là tương lai, nó vừa là cái bằng chứng của tình yêu, nó vừa là cái sợi dây gắn kết một đôi vợ chồng. Là một đôi vợ chồng dù có yêu nhau thắm thiết chăng nữa, nhà có giàu đến đâu chăng nữa, nhưng mà mãi không có con thì rồi nó cũng buồn. Cho nên là đã khá nhiều những đôi vợ chồng khi mà không có con ấy là dẫn tới việc để chia tay nhau. Rất là tiếc là hiện nay cái tỷ lệ những đôi vợ chồng mà lấy nhau mà gọi là hiếm muộn, chậm có con ấy ngày một gia tăng. Lý do đầu tiên đó chính là sự ô nhiễm. Mở mắt ra từ sáng đến tối chúng ta nuốt đủ thứ ở trên đời vào người, hóa chất. Từ cái nước chúng ta, nước sạch chúng ta uống gọi là sạch nhưng cũng là ngậm hóa chất, cho đến thức ăn, từ cái bún phở cho đến vân vân, đến bầu không khí ô nhiễm. Chưa kể đến các cái hóa chất tẩy rửa vân vân, nó khiến cho cái việc mà có con nó khó khăn hơn, nó rất là không cần đợi đến 9-10 năm thôi, một đôi vợ chồng mà lấy nhau mà có quan hệ tình dục thường xuyên liên tục một năm trở lên thôi mà không thấy có một lần nào dính có thai, dính có bầu thì mình đã phải nghĩ đến chuyện trường hợp của mình là hiếm muộn. Hiếm muộn thì hiện nay phải đưa nhau đi khám thôi. Vâng ạ, nhưng mà nói đến vấn đề đi khám thì có không ít cặp vợ chồng họ mâu thuẫn trong chính cái vấn đề là cái quyết định đi khám thôi ạ. Tức là cô vợ thì nói với anh chồng là ôi sao mà lấy nhau mấy năm rồi mà không có con thì khéo là anh phải đi khám đi. Nhưng anh chồng nói là anh bình thường, anh khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì phải đi khám. Đúng. Thì anh Đinh Đoàn xin cho ý kiến về câu chuyện này ạ. Xin nhắc lại là 40% nguyên nhân vô sinh hiếm muộn là do phụ nữ, 40% là do đàn ông, còn 20% là do cả hai hoặc là chẳng tại ai cả. Tuy nhiên thì rất thông thường, tức là khi một đôi vợ chồng lấy nhau mà mãi không có con thì việc đầu tiên ta nghĩ ngay nên lỗi ở phụ nữ mà quên rằng là có khi chính là người chồng. Đàn ông Việt Nam cứ hay bị nhầm lẫn giữa cái khả năng làm tình với cái khả năng làm bố. Thì nói thật là có những anh chàng gầy ngắn gầy nheo, đầu gối củ lạc, trông giặt dẹo lắm ấy, nhưng mà quan hệ với vợ lần nào là thắng lợi lần đấy và rất dễ trở thành bố. Thế còn những anh cao to rồi sáu múi, thậm chí khả năng quan hệ tình dục rất là mạnh mẽ, tuần quan hệ 3-4 lần nhưng mà vẫn không có thai. Bởi vì làm sao ạ? Có thai không phụ thuộc vào chất lượng và số lượng tinh trùng, chứ chẳng phụ thuộc vào việc anh ấy khỏe, anh ấy làm bao nhiêu lần. Cả tháng giặt dẹo mới làm được một lần, nhưng mà vào đúng nơi, vào đúng chỗ và đủ đi lượng tinh dịch tinh trùng thì vẫn tốt. Cho nên là để mà xác định là một người đàn ông có khả năng làm bố hay không thì chỉ có đi xét nghiệm tinh dịch đồ, tức là tới bệnh viện xong rồi người ta yêu cầu là có cách nào đó để anh xuất tinh ra và người ta soi, người ta đếm trong 1 ml tinh dịch thì có bao nhiêu con tinh trùng, có đủ số lượng không và cái số lượng có đủ khỏe không. Các bà vợ thì rất sẵn sàng vì đến bệnh viện phụ sản là chuyện bình thường, đúng không? Hiện nay là chưa có bệnh viện của nam mấy. Thế là về bác sĩ có nói rằng là của chị không sao, trứng tốt, các thứ đường ống đường trứng là thông thoáng. Thế anh cái này thì phải đưa cả anh đi kiểm tra. Về nói với ông là ông cãi. Vì thật ra đối với đàn ông ấy mà, cũng có người thì không biết, nhưng có người biết nhưng mà không chấp nhận. Bởi vì cái việc thú nhận là mình vô sinh, mình không có khả năng có con, mình có tinh dịch loãng, chỉ có nước mà không có cái, nó là một cái gì đấy nó như mà nỗi nhục. Nhưng tôi nói thật thì thực ra con người ấy mà, cái bộ phận sinh dục nó như bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta, nó cũng có thể yếu đau, nó cũng có thể hỏng hóc chứ. Yếu thì khắc phục, mà hỏng thì phải sửa chữa chứ, sao lại cứ phải mặc cảm đánh đồng cái đó với lại cái gì nó xấu hổ mặc cảm đâu. Mình có muốn thế đúng không ạ? Hãy đi khám, hãy kiểm tra. Với cái sự tiến bộ của khoa học và đặc biệt là của y học hiện đại rồi mà, người ta làm được nhiều việc lắm, đã chữa được cho khá nhiều đôi vợ chồng tưởng rằng vô sinh nhưng cuối cùng thì đã có được cái niềm vui là có được em bé. Có thụ tinh trong ống nghiệm, có thụ tinh nhân tạo, thậm chí anh nào mà ít tinh trùng quá là người ta còn sàng lọc, người ta nhặt một số những cái con khỏe mạnh nhất người ta cấy với lại trứng để cho đủ được là thụ thai, rồi bắt đầu người ta mới cấy vào trại con hay là tử cung của người vợ. Tốt lắm mà. Trừ trường hợp là cả đôi bên, một bên thì chị này chẳng có trứng, còn anh kia tuyệt nhiên không có một con tinh trùng nào thì chắc chịu. Kể cả trong trường hợp ấy thì người ta cũng có cách xin tinh trùng, xin trứng bình thường. Kỹ thuật mà hỗ trợ sinh sản hiện nay rất là tốt, nó mang lại. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý rằng là nó cũng là một cái kỹ thuật
phức tạp và tốn kém. Để chuẩn bị cái đó chúng ta cũng cần phải lượng tiền khá lớn, đồng thời là phải nằm viện tương đối dài để bác sĩ theo dõi. Tuy nhiên thì khó khăn thì phải cùng khắc phục thôi. Và em còn được biết trên thực tế là có những cái câu chuyện, có những cặp vợ chồng là anh chồng đã đồng ý đi khám rồi và bác sĩ cũng đã chẩn đoán ra là cái nguyên nhân là từ phía ông chồng rồi. Thế nhưng mà về thì chị vợ thì thường xuyên là nhắc nhở. Ví dụ như là hôm nay thấy anh uống rượu thì nói là này bác sĩ dặn là anh uống rượu là không sinh con được hay là gì đó. Thì cái điều đấy nó có tạo một cái áp lực ngược lại cho người đàn ông không ạ? Đấy, tôi lại còn chưa nói đến là một trong những cái nguyên nhân mà khó có con, chậm có con nữa còn yếu tố tâm lý nữa đấy. Vâng. Chúng ta cứ càng mong ấy, thì nó càng hồi hộp, nó lại càng lo lắng thì nó lại càng không được. Bây giờ cứ mỗi lần mà vợ chồng yêu nhau, gặp nhau, trước đây chúng ta cứ thoải mái vô tư, làm hết mình hết sức để đạt được cái khoái cảm. Nhưng mà đây phải không biết lần này có được không đây. Xong rồi đầu óc thì căng thẳng, nói theo kiểu ngôn ngữ giờ là xem ngày xem giờ. Ăn nó đã thấy không ngon rồi. Luôn luôn nơm nớp lo là có được hay không thì về khoái cảm nó cũng không đạt được này. Thế rồi cái sự hồi hộp căng thẳng ấy đến mức độ mà chẳng hạn người phụ nữ trứng nó cũng không tham dụng được nữa, bởi vì nó không được thả lỏng cơ thể mà nó áp lực về tâm lý. Thế hoặc là có những người đàn ông vì áp lực tâm lý mà xin lỗi là không đủ cái điều kiện để mà thực hiện cái hành vi yêu vợ nữa, chứ chưa nói đến chuyện có con hay không. Nên lưu ý là thả lỏng cơ thể rồi động viên nhau cứ từ từ. Người xưa người ta đã có một câu rất là hay, đó chính là đến ngày đến tháng, thế rồi nó phải có duyên, rồi là trời cho lúc nào thì mới được lúc ấy, chứ không phải là muốn là được. Thế chúng ta cũng cứ lúc ấy cứ động viên nhau như thế thôi, nó chưa đứng số. Bây giờ sinh có một đứa hai đứa mà chính là để một muộn sang năm cũng hay, để mình chuẩn bị sẵn được tinh thần với lại điều kiện tài chính vật chất. Nói thế thôi nhưng mà để không gây áp lực, còn cái việc chữa chảy thì vẫn phải theo. Vậy thì anh Đinh Đoàn hãy dành những cái lời khuyên nho nhỏ dành cho các anh ạ. Nếu chẳng may mà mình rơi vào một cái tình huống là mình hơi khó sinh con một chút, thì người đàn ông nên chuẩn bị cho mình cái tâm lý như thế nào, hay là cái cách mà sinh hoạt hoặc là giữ gìn sức khỏe ra sao để cải thiện được cái vấn đề đó ạ? Trước hết thì phải nhắc rằng là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục nó là một phần của sức khỏe tổng thể chung. Hãy giữ gìn sức khỏe chung, giữ gìn lối sống trong sạch. Nghiện ngập nhậu nhẹt rồi gọi là chơi bời một cách nó nay thì bị mắc bệnh răng, mai mai lại lậu, ngày kia lại sùi màu gà mà đi chữa bệnh nhiều quá thì nó cũng là cái nguy cơ. Đặc biệt là bạn nữ cũng thế, có thể phải giữ gìn cái lối sống nó trong sáng. Đã có những trường hợp mà khi mà mình chưa có điều kiện để cưới nhau ấy, là đã để cho có thai ngoài ý muốn nhiều lần, xong nhiều lần phải đi nạo phá thai, rồi đến lúc mình muốn có thật thì lại không có được nữa. Đầu tiên là giữ gìn cái đó. Cái thứ hai rằng là nếu như mà thực sự mình chậm có con, hai vợ chồng cùng bảo nhau đi khám, không cần phải khoe với ai cả, lặng lẽ mà đi cũng được, vì chuyện này chuyện riêng. Hãy lắng nghe cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn của bác sĩ, những cái cách thức. Thế còn tránh làm những cái hiện tượng tiêu cực. Một số anh ấy lười đến bác sĩ, biết mình là không có khả năng, nhưng mà giá mà lắng nghe bác sĩ thì người ta hướng dẫn có cách này cái khác thì tốt, nhưng mà bảo vợ là thôi em cứ đi, xin lỗi là cho em tự đi đâu, em kiếm ở đâu được về, vân vân. Những cái biện pháp mà tự lừa dối mình rồi xui cho vợ đi kiếm con ở người khác, xong rồi để mà không dám công khai, đấy là một sự ức chế tâm lý lắm. Mình có thể lừa được người khác nhưng mình không lừa được chính bản thân mình. Vợ ví dụ như một ngày nào đó có thai, mặc dù ban đầu vì do khát khao có con không muốn ly dị vợ, thì bảo vợ là em tự đi kiếm. Nhưng đến lúc người ta kiếm được rồi, về nhìn thấy đứa con sinh ra, mình vất vả kiếm tiền để nuôi nó mà lại không phải con mình, bắt đầu con người ta cái tính ích kỷ nó nổi lên, bắt đầu gặn hắt vợ rồi đối xử không tốt với đứa con. Tôi thấy là cái không hay một chút nào. Thế còn nếu các bạn mà tư duy nó hiện đại mà được như người phương Tây ấy, ôi cứ sống cứ làm cứ ăn, rồi có con cũng tốt, mà không có con cũng chẳng có làm sao cả, dù có 4 đứa con hay 5 đứa con hay 3 đứa con thì rồi cuối cùng chị ạ, con cái lớn lên nó cũng có cuộc sống của nó, hai ông bà già vẫn ở với nhau ấy mà. Và ta chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là chung sống với nhau, giữ gìn sức khỏe, tích góp tiền bạc tài sản để lúc già ta chỉ có đi chơi, chỉ có đi du lịch, rồi còn lại thì để dưỡng lão, cha cần con nữa, đúng không? Đấy. Thì nếu được như thế cũng tốt mà, chứ không nhất thiết là phải bằng mọi giá để có đứa con, để mà rồi cuối cùng thì vợ chồng mâu thuẫn với nhau, hoặc là chăm sóc nuôi dưỡng con không tốt, giáo dục con không tốt thì có khi lại còn mắc tội mắc nợ.
Vâng ạ, anh Đinh Đoàn ơi, có những trường hợp, có những cặp vợ chồng ấy ạ, nếu như mà cái việc khó sinh con từ phía người chồng thì đã đi một nhẽ, nhưng nhiều khi nguyên nhân nếu như từ người vợ chẳng hạn, thì đôi khi có thể là bản thân hai vợ chồng rất là cởi mở về cái chuyện đó, họ chấp nhận chung sống với nhau, nhưng những áp lực từ phía gia đình nhà chồng chẳng hạn tác động lên người phụ nữ hoặc lên chính cái cuộc hôn nhân đấy, buộc người chồng phải đi tìm một người vợ mới, thì anh có suy nghĩ như thế nào về cái sự áp đặt như vậy? Tôi nghĩ rằng là nếu như hai vợ chồng mà quyết tâm nhất trí thì chẳng ai áp đặt được. Cơ bản nhất là người chồng cũng lung lay tư tưởng rồi, hoặc là người vợ thì lại cứ nghĩ rằng lỗi tại mình, cho nên là có những người chủ động rút lui, thôi em ly hôn để cho anh đi đến người khác, để anh có đứa con, để cho mẹ anh có thế nọ, bố anh vui vì có cháu đi tôn. Và người phụ nữ đã chấp nhận cái thua thiệt của mình là rút lui mặc dù rất là yêu chồng. Có những anh chồng thì cũng rất thương vợ, biết rằng vợ chả có lỗi gì, đây là không may, không có con chứ chẳng phải là tội tình gì. Nhưng cũng lại vì khát khao có con, cũng vì một mặt thì ở áp lực bố mẹ, nhưng bản thân anh ta cũng rất là thích có con. Thì có con bằng những cách nọ cách kia, không bỏ vợ nhưng mà lại đi ký gửi ở đâu đó. Xong rồi đợi đến lúc mà nếu có con thật rồi, đến ngày đến tháng nào đó thì xin đón về rồi xin báo cáo với gia đình, tức là làm một việc đã rồi. Thì tôi nghĩ tất cả cái đó nó không hay. Chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi. Nếu còn thương vợ mà vợ cố tình rút lui thì cũng không sao. Mình cũng có cuộc sống mới, còn mình thương cô ấy, mình có thể quan tâm đến cô ấy, rồi mình có thể hỗ trợ cô ấy những cái gì khác, chứ không nhất thiết là trong lòng mà không muốn nhưng mà cứ phải níu với nhau suốt cả cuộc đời. Chúng ta có thể thông cảm với nhau lúc này, nhưng mà rồi cơ hội nó lỡ đi, đến lúc mà mai kia mình chứng chững tuổi một chút, kể cả có muốn sinh con khó, nhưng tất cả các thứ chúng ta đều có cách được. Cơ bản nhất là thống nhất với nhau. Thưa anh Đinh Đoàn, cũng chính từ cái thực tế là cái tỷ lệ những cái cặp vợ chồng kết hôn chậm có con ấy ngày một gia tăng, dẫn đến là hiện nay có nhiều bậc phụ huynh ạ giao hẹn trước với người con trai của mình chẳng hạn, là có cưới cô này cô kia ấy thì cũng phải đợi có cái tin vui thì hãng báo nhá, hay là mới chắc chắn. Thì anh suy nghĩ như thế nào, liệu rằng có nên như vậy hay không ạ? Với những đôi vợ chồng mà cứ chưa cưới nhưng mà cứ ăn ngủ với nhau rồi bao giờ có thai báo cáo gia đình mà nó là kết quả tốt ấy, mà sau đấy họ anh ấy làm đám cưới với nhau thì không nói làm gì ạ. Thôi được, trước sau thì chúng nó cũng lấy nhau rồi, nó cũng có con với nhau chứ chẳng phải có con với người khác, gia đình đôi bên cũng vui hay là vân vân. Đã có những trường hợp mà trong ngày cưới của bố mẹ là bế luôn em bé. Tôi vừa đi dự đám cưới là cô dâu bế em bé, bởi vì cưới trong dịp Covid không mời được khách khứa, nhưng mà cái dịp ấy thì đã có thai và cũng đã đủ kịp sinh em bé rồi. Bây giờ rảnh rỗi bắt đầu mới làm đám cưới, trong ngày cưới thì có em bé. Ngày xưa cách đây khoảng 15 năm 20 năm mà nghĩ cảnh ấy chắc là ở phim của phương Tây, nhưng mà không ngờ rằng là ở Việt Nam đã có cái chuyện đó. Thế nhưng bây giờ chúng ta đặt một cái tình huống, một cô gái cứ chẳng lẽ cứ làm thử phép thử cho hết người này người khác à, yêu anh A, ở với nhau 6 tháng 1 năm làm đủ kiểu, xong rồi mình không có con, anh ấy bỏ, mình lại đi sang với anh B lại làm năm nữa cũng không có, thế đời mình đi làm thí nghiệm cho độ ra may như thế thì mình hết à, đúng không? Thế tôi bảo rằng là chúng ta nếu đã thương yêu nhau, nếu chẳng may mà cưới nhau về rồi mà thấy nó khó khăn thì có thể cùng nhau chia sẻ tháo gỡ vấn đề. Chứ còn cái kiểu như là có phải là cái áo đâu mà bảo rằng đấy cứ thử đi, vừa thì mua không thì lại trả lại cửa hàng lại nhận lại. Con người không phải là cái áo, và một con người không thể để làm phép thử hết cho người này đến người khác được. Thế rồi sau này khi đến với ai nói rằng em thử với 4 người rồi, mỗi người có 5 thôi, thế bây giờ đến anh là thằng thứ 5 thì còn có ai dám đến nữa hay không. Nên thế mà phần lớn các phần thua thiệt thuộc về các bạn gái. Cho nên rất là nhiều bạn gái thì vui mừng hí hực rằng là công nhận mẹ chồng tớ cởi mở lắm, thấy bảo là tớ có thai là bà ấy vui lắm. Nhưng mà đấy là trường hợp là có thai, nhưng thử không mà xem đấy. Thế mà chưa kể trường hợp là một chàng trai chung sống cùng cô gái một năm xong không thấy có thai bỏ người ta, nhưng mọi lỗi là chính nhà mình. Trong cô kia cô đi đến với người khác thì cô có con, còn mình lấy mấy đời vợ cũng không có con. Và cũng có những trường hợp là hai người ở với nhau rất lâu nhưng không có con, cuối cùng thì người này đi với một người đàn ông khác, người này đi với một người phụ nữ khác, thì cả hai người đều có con. Thì thực ra này nó là một cái sự ngẫu nhiên, rồi nó không tương thích với nhau. Đấy, ban nãy tôi nói lên một cái nguyên nhân đó là lỗi từ cả hai. Vâng ạ, như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ thì chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề, và ngay cả trong chuyện
chậm sinh con thì các cặp vợ chồng cũng không nên quá sốt ruột và hãy nên đối diện với vấn đề này một cách tích cực nhất. Trong đó thì việc giải tỏa tâm lý cho cả hai bên cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng giúp cho các cặp vợ chồng sớm có được thiên chức làm cha làm mẹ. Xin được chào mừng quý vị cùng tham gia chương trình trò chuyện cùng chuyên gia Đinh Đoàn phiên bản YouTube. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề có lẽ là rất là thú vị và tôi nghĩ là cũng rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Đó là chủ đề khi con đồng tính. Quý vị và các bạn thân mến, thực ra trong cuộc sống khi mà bất kỳ một ông bố, một bà mẹ nào đó sinh một người con ra thì cũng tràn trề hy vọng và rất là mong đợi con của mình phát triển đúng theo cái giới tính của mình và đúng theo cái sự định hướng cũng như là sự giáo dục của mình, của xã hội, đúng không ạ? Tuy nhiên một ngày đẹp trời nào đó thì rất có thể người con đó lại chia sẻ với người mẹ hoặc người cha của mình là: ôi mẹ ơi, con lại không thuộc cái giới, đúng cái giới tính của mình mà con lại yêu một bạn nữ, hay là con yêu một bạn nam cùng với giới tính của mình. Không biết là quý vị có gặp cái trường hợp như vậy hay không, và trong lúc đó thì sẽ xử lý như thế nào? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia Đinh Đoàn để cùng với chuyên gia chia sẻ về những cái vấn đề này. Xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Bích Ngọc, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Một chủ đề, một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rất là thú vị, tôi cũng đang định là gợi ý là chúng ta nói, bởi vì ngay ngày hôm qua tôi có tư vấn cho một người mẹ là có một cậu con trai học xong đại học rồi mà cậu đẹp trai lắm cơ. Mà chị khi chia sẻ nói rằng là đẹp trai giống bố nó, và đang hy vọng rằng thôi cho nó ổn định công ăn việc làm rồi lấy vợ cho nó, rồi em sẽ thành bà nội, rồi em đã đi theo con, em bế cháu nội. Nhưng rồi Tết vừa rồi con thú nhận là con là người đồng tính, con yêu bạn trai và hiện nay con đang có người yêu. Cả nhà như vậy gần như là mất Tết, náo loạn lên, đúng không ạ? Vâng. Thế thì trước khi bước vào cái những cái nội dung sâu hơn thì anh có thể nói rõ hơn cho thính giả hiểu được là như thế nào là đồng tính không ạ? Hoặc là một số những cái dấu hiệu nhận biết khi mà người con của mình chẳng may đồng tính. Thật ra thì chúng ta có một thói quen nghĩ rằng trên đời này chỉ có hai đối tượng, không nam thì nữ, không con trai thì con gái. Nhưng thật ra về vấn đề giới tính, đặc biệt là xu hướng giới tính, nó còn phức tạp, đa dạng hơn rất là nhiều. Đồng tính là nói tắt của một câu đồng tính luyến ái, ta vẫn nói, tức là yêu những người đồng tính là cùng giới tính mà. Vâng. Luyến ái là yêu đương, đồng tính luyến ái là yêu đương những người cùng giới. Thông thường thì chúng ta sẽ hiểu rằng một cậu con trai ta yêu một cô con gái rồi lấy nhau để thành vợ thành chồng sinh con đẻ cái, hay ngược lại là cô gái thì phải hấp dẫn những chàng trai. Tuy nhiên thì trong thực tế, trong tự nhiên, không chỉ ở giới loài người đâu mà kể cả giới động vật cũng thế, nó cũng có một nhóm không nhiều lắm, gọi là thiểu số, nhóm người là thích hấp dẫn những người cùng giới tính với mình. Ví dụ như cậu con trai lại thích yêu, yêu đây không phải là ngưỡng mộ đâu, không phải yêu như kiểu thần tượng đâu ạ. Yêu hấp dẫn về mặt giới tính cơ, thích được ôm ấp, thích được vuốt ve, thích được làm tình, thậm chí thích được lấy cái người bạn đó, cũng như là tình yêu nam nữ. Đúng rồi. Tất cả nó giống như tình yêu bình thường, chỉ tội rằng là họ là cùng giới tính với nhau. Đúng rồi. Thế một cô gái cũng thế, thay vì mong muốn là sẽ có một chàng trai nào đến hỏi được cưới rồi lấy chồng sinh con, nhưng mà cứ quấn quýt và yêu đương một cô gái khác. Đấy chưa kể là còn có đối tượng là song tính, vừa hấp dẫn với cả nữ, vừa hấp dẫn với cả phía nam, tức là đa hệ đấy. Và thế thì đấy là những người đồng tính. Và những người đồng tính này thì thực ra đừng có ai nhìn bề ngoài mà đoán. Đừng có cho rằng là trời ơi cái thằng kia nó trắng để trông nó hot boy, môi nó đỏ, tóc nó lại bồng bềnh, có vẻ trông nó ái ái mà nghĩ nó đồng tính, hoàn toàn không phải. Rất nhiều anh con trai cao to 6 múi tập gym, ngày nào cũng quần quật ở trong phòng gym ấy, nhưng lại là người đồng tính. Ngược lại trông mấy cậu giặt già giặt dẻo ấy, trông như thằng nghiện ấy, nhưng mà lại chính lại là trai thẳng, hay là trai thực sự, hay là còn gọi là đàn ông đích thực đấy. Và thế thì thứ nhất là chúng ta không được nhìn người để đoán. Bởi vì thực tế nó còn có một cái nhóm đối tượng nữa mà cũng hơi phức tạp, đó là người chuyển giới. Người chuyển giới là một người ruột một đằng vỏ một nẻo, trong thân thể của một chàng trai thì lại là ẩn chứa là một cô gái, và cái người đó luôn luôn nhận mình là cô, là con gái, thậm chí còn bé thích đi dép của mẹ, thì giày cao gót của mẹ, mặc váy của chị, rất thích chơi búp bê và luôn luôn nhận mình là con gái.
bạn ấy nhỏ nhẹ, bạn cũng không gì đó, bởi vì thân thể thì là trai đấy, nhưng mà thực ra thì ruột gan thân hài hình hài bên trong này là một cô gái ạ. Hay ngược lại, một cô gái sinh ra thì bác sĩ báo cho bố mẹ là gái rồi, nhưng mà thật ra bên trong là một chàng trai. Cho nên đến lúc dậy thì cậu không thể chấp nhận được một cái thân thể của mình tóc dài. Cậu sẽ cắt tóc đi để thành giống, người ta gọi là tomboy đấy ạ. Mà còn bò áo phông, ngông nghênh ngo ngo, đội mũ thì cũng phải đội lệch. Rồi cũng ham đá bóng, đá banh. Thay vì hấp dẫn các chàng trai thì quan tâm đến những cô gái nhỏ nhỏ, xinh xinh, dịu dàng, tiếp cận, làm quen và thể hiện cái yêu đương đối với các bạn gái đó. Thì đấy, mình cứ hiểu sơ qua là đồng tính là như thế ạ. Vâng, rất là nhiều người cho rằng là đồng tính thì là một cái xu hướng, hoặc là thậm chí có người lại coi là một căn bệnh luôn ạ. Thế thì theo ý kiến của chuyên gia, theo cái đánh giá của chuyên gia, anh có thể cho biết, anh có thể giải thích rõ hơn về cái hiện tượng này không ạ? Trước hết thì đồng tính nó không phải là bệnh. Vâng. Cái này thì phải là cách đây đến 40 năm người ta đã khẳng định là không phải là bệnh. Bởi vì nếu là bệnh được thì chữa được. Vâng. Giỏi đến như y tế Mỹ có thể dùng thuốc là người ta có thể điều trị rồi. Thích gì người ta làm đó được. Kể cả người ta thay được tim, được phổi. Thế nhưng mà Mỹ cũng phải chịu, phải chấp nhận là đồng tính thì đồng tính thôi. Thế nên khẳng định là không phải đồng tính. Cũng không phải bệnh và cũng đừng có ai hy vọng đem đi đâu chữa. Chả có bác sĩ nào chữa được cả. Cái việc thứ hai là đây nó chỉ là một xu hướng tính dục thôi. Tức là người ta là người bình thường, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn đại học, vẫn trí tuệ như bình thường. Rồi họ chỉ khác người một cái là thay vì thích thú hấp dẫn người bạn khác giới thì họ lại hấp dẫn với người cùng giới thôi ạ. Họ không có bất cứ trở ngại gì với xã hội, cũng chẳng phải là họ có cái gì đấy thiên tài hơn người thường, hay là họ thường là làm những việc tội phạm gì này. Không có. Hãy nhớ rằng người đồng tính là người bình thường, họ chỉ khác người khác ở cái xu hướng giới tính thôi ạ. Vâng. Vậy trong những cái gia đình mà có con đồng tính ạ, thì bố mẹ sẽ đồng hành cùng với con như thế nào để con có thể chia sẻ với mình hết tất cả những cái nỗi niềm của bản thân ạ? Khá nhiều trường hợp, đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay, những cái người mà đồng tính để mà thú nhận là mình đồng tính còn chưa nhiều. Đành rằng là những năm gần đây cái tuyên truyền cũng nhiều, đặc biệt là cái giới mà LGBT đấy, tức là cái giới mà những người cộng đồng LGBT, đồng giới, chuyển giới rồi song giới đấy, thì họ đã có những cái tuyên truyền, thậm chí có những dự án nói về quyền của những người đồng tính, thậm chí đã tác động tới cả quốc hội để một suýt nữa thì chúng ta có được có một luật, cái luật về cho người đồng tính kết hôn, ví dụ như vậy, hay là công nhận là hôn nhân của người đồng tính, nghĩa là làm cũng tương đối mạnh đấy. Nhưng tuy nhiên thì văn hóa Á Đông của chúng ta nó cũng còn chưa hoàn toàn chấp nhận được. Cho nên là số lượng những bạn trẻ khi nhận ra mình là đồng tính mà thú nhận công khai với cha với mẹ thì nó chưa nhiều. Không nhiều, đúng không? Và họ đã chọn lựa một số những cách ứng xử như thế này. Một là âm thầm chịu đựng đau khổ, rút vào cô đơn một mình. Hai là đi đâu thật xa. Ví dụ như người ở Bắc thì vào trong Nam kiếm việc, để lại để thoát ly khỏi gia đình, để vào trong đó bạn được sống độc lập. Khi độc lập thì bạn ấy có thể thuê nhà trọ hay là ăn yêu đương một bạn cùng giới, rồi thậm chí như vợ chồng với nhau, cũng chẳng ai biết bạn là ai. Đi thật xa để được sống với chính mình. Có những bạn thì nghiến răng chịu đựng che giấu và đến ngày đến tháng thì cũng phải lấy vợ lấy chồng để gọi là, ta vẫn gọi là che mắt thế gian đấy ạ. Bởi vì 30 tuổi rồi mãi chưa thấy lấy vợ thì mọi người sẽ nhắc. Thế này năm này qua năm khác, hồi đầu thì còn nói là kén để cháu chưa tìm được người phù hợp. Nhưng mà không lẽ cứ mãi mãi như thế. Rồi đến lúc đã có người nói rằng là kiểm tra xem đi, hay là thằng này BD, thằng này là gay, thằng này là đồng tính, thì cậu không chịu được những cái áp lực đó. Thì tặc lưỡi chấp nhận khi để kết hôn với một cô bạn gái nào đó mà do mọi người môi giới, hoặc là bố mẹ nó kia, hoặc là cũng có cảm tình một chút nhưng thật sự nó không có say mê, để ít nhất là trở thành trong mắt mọi người là người đàn ông bình thường, đúng không ạ? Thậm chí tất nhiên là bạn có thể quan hệ tình dục được, vẫn có thể sinh đứa con. Nhưng rồi trong cuộc đời của bạn ấy, lúc nào đấy mà bạn gặp một ai đó mà đủ sức hấp dẫn thì bạn ấy lộ nguyên hình ra là một người đồng tính. Tôi cũng đã không ít trường hợp đã phải tư vấn cho những người vợ là phát hiện thấy đi làm về, phát hiện là chồng mình ngoại tình, nhau thay vì một cô gái là lôi một thằng thanh niên về và nó làm cái việc ấy như vợ chồng, mà em thì hoảng hồn, em không thể chịu được. Và trong con mắt của vợ thì người vợ là bệnh hoạn hay bị tâm thần hay là nọ kia chứ ở đâu. Đấy, thì hậu quả của việc là gắng
để trở thành người bình thường che giấu, nhưng rồi người ta che giấu một mức độ thôi, đến một lúc nào đó thì nó sẽ bị lộ ra. Như lúc đầu anh Đinh Đoàn có chia sẻ đấy ạ, tức là hôm qua anh Đinh Đoàn cũng có tư vấn cho một chị khách, thì chị cũng có bày tỏ là chị có người con trai đồng tính, đúng không ạ? Vâng. Thế thì em cũng thấy là trong thực tế thì có rất nhiều người nghe câu chuyện ở đây ở đó và người ta hoàn toàn bình thường, thậm chí người ta bảo không sao đâu, thôi động viên. Nhưng mà khi gặp vào trường hợp của người ta thì người ta rất sốc và người ta cảm thấy là không thể chấp nhận được đối với cả câu chuyện đó xảy ra ở trong gia đình mình với con trai của mình. Đấy là đúng với trường hợp của chị khách đó, đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng. Thật ra thì thực tế cuộc sống chúng ta có thể tiếp nhận được mọi sự ở trên đời nếu như nó có quá trình, có lộ trình. Mình cứ tưởng tượng ra là nếu đang trời rét thế này mà nhảy một cái xuống một cái ao nước lạnh thì chắc là chúng ta sẽ sốc nhiệt mà chết. Nhưng nếu chúng ta bước một chân xuống, chúng ta múc một gáo nước, chúng ta vớt lên tay, rồi vớt xong tay bên này, xong rồi cho nó ướt dần dần đều đều, rồi đến cuối cùng cơ thể nó quen dần thì ta mới dội ao một gáo nước lạnh, thì có khi chúng ta vẫn tắm được nước lạnh về mùa đông, đúng không? Đây cũng thế, từ trước giờ thằng con trai, cậu con trai này không hề chia sẻ bất cứ điều gì với mẹ. Mà đùng một cái, một ngày đẹp trời, đặc biệt là vào những cái ngày rất đặc biệt như là ngày lễ, ngày Tết, tập trung toàn thể các thành viên trong gia đình, nói đến những cái tương lai, cháu đẹp trai nhờ, thế có người yêu chưa, sắp lấy vợ đi cho bác ăn cỗ, mà đưa ra một cái tin kia thì đúng là nó quá sốc. Thế cho nên là trước hết là tôi nói với các bạn trẻ, những bạn mà đã tự nhận ra là mình đồng tính thì chúng ta công khai, nói ngôn ngữ của bạn là come out đấy ạ, là công khai. Từ từ, có lộ trình. Đầu tiên bóng gió xa xôi, tiếp tục là gì ạ? Cung cấp thông tin để cho bố mẹ quen biết rằng là ở trên cộng đồng, ở trên mạng nó có cái hội ấy, có cái nhóm ấy của những người như thế. Thậm chí là đã có lúc nói bóng nói gió, có những chàng trai một ngày nào đó tâm sự với mẹ, khoác tay mẹ cùng đi siêu thị mà: mẹ ơi, con nói mẹ một câu này nhá, nếu một ngày nào đó mà lại con bảo với mẹ là con là đồng tính thì mẹ thế nào? Thế xong rồi mẹ bảo: thế thì mẹ giết. Thế là cậu bảo: con nói đùa thế chứ không phải con. Thế nhưng nếu bà mẹ mà không, thôi thì con dù là đồng tính hay song tính, con sinh thế nào chẳng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Có lẽ là mẹ buồn thôi nhưng mà mẹ sẽ tôn trọng. Thế thì bắt đầu cậu với lậu rồi. Đấy là gọi là thăm dò đấy ạ. Vâng. Đúng không? Thì các bạn nên từng khôn bước ngoan một, đúng thế. Không? Đừng để tạo ra cú sốc cho những người thân, đặc biệt là người cha của mẹ, làm gì người mẹ của mình. Vâng. Thế còn với các bậc phụ huynh thì tôi vẫn cứ nói là thế này ạ. Nhiều người cứ nói thôi thế là em mất con, nó đi đâu mà mất, con mình vẫn sống lù lù đấy, đúng không? Nó vẫn làm ăn, nó vẫn cán bộ đi hàng đấy. Ví dụ con của chị, tôi vẫn bảo là thế là con chị đi đâu mà mất, nó sống ở trong Sài Gòn, bây giờ nó lại đi làm có lương tháng 20 triệu, thỉnh thoảng nó còn gửi biếu mẹ mấy triệu. Thế xong rồi mỗi lần ra thăm này nó đi máy bay vèo vèo ấy, thế thì con mình đi đâu mà mất. Thế còn thì thôi cứ xác định là hiện nay nó chưa lấy vợ. Thế và kể cả trường hợp có những trường hợp là nuôi con mà con ta còn khuyết tật, nó sẽ vĩnh viễn không lấy vợ, vẫn chẳng lấy vợ được mà lại còn phải hầu hạ nó suốt đời, mà người ta vẫn còn phải thương yêu cơ mà. Thế thì con nhà mình đến nỗi gì? Có điều rằng chẳng qua là vì cái thông tin nó quá mới, bạn sốc thôi. Thời gian sẽ là liều thuốc tiên, sẽ xoa dịu mọi nỗi đau ở trong cuộc đời này. Hãy cứ bình tĩnh, thời gian này mẹ cứ đi du lịch, cứ đi đây đi đó đi, chơi cho nó vui, nó khuây khỏa, rồi cuối cùng dần dần mình quen, nó giống như là chúng ta đi tiêm vaccine ấy, đi phòng ngừa đấy, là cho cơ thể làm quen với cái việc là, đúng rồi. Cái lúc mà nếu nó có bệnh thật ấy, thì chúng ta cũng hạn chế được cái hậu quả nghiêm trọng. Vậy thì trong các gia đình khi mà có con của mình đồng tính đấy ạ, thì các bậc cha mẹ sẽ ứng xử như thế nào với con của mình để con không bị tổn thương anh? Việc đầu tiên thì không nên nói vung khắp nơi. Chuyện ấy chuyện cá nhân, con nó tin mình, nó chia sẻ với mình, không cần thiết là họp cả gia đình nội ngoại công bố để là công bố. Đây mọi người xem, bây giờ đẻ ra là con trai bây giờ trở thành một cái thằng chả biết là cái loại gì, đấy là xúc phạm. Với những người không quan trọng, không cần thiết thì không chia sẻ, không lộ tin. Con nó phải cân nhắc lắm, nó mới nói với bố mẹ. Đây là việc thứ nhất bố mẹ hay làm, đừng có bù lu bù loa lên. Việc thứ hai thì luôn luôn nhắc rằng không được xúc phạm con, bởi vì nó không muốn thế. Đồng tính là một thứ sinh ra, ta không gọi là bẩm sinh, nhưng mà sinh ra nó là vậy. Chẳng phải là nó mắc phải đâu, chẳng phải là căn bệnh gì. Chắc nó đi chơi với bạn xấu thì nó bị nhiễm. Thế sao nó chơi với bao nhiêu trai thẳng, nó không học cái nhiễm của trai thẳng.
thường thường xu hướng của bố mẹ là đều đổ cho là nó hay chơi với lại những thằng nọ thằng kia xong bị lôi kéo. Làm sao có một thằng bạn đồng tính mà lại lôi kéo được nó, trong khi nó chơi với 10 thằng khác kia sao không bị lôi kéo theo cái hướng chuẩn chỉ, đúng không? Cho nên không phải, đừng có mạt sát. Không ai sinh ra không muốn mình là người bình thường. Nó muốn nó là con trai thực sự, nó muốn có bạn gái, nó có người yêu, bây giờ sắp tới lấy vợ đẻ con có là vui vẻ không? Chứ làm gì mà phải sống trong đau khổ dằn vặt, luôn luôn phải che giấu làm gì? Vậy thì con đáng thương hơn là đáng mắng, đáng thương hơn là đáng trách, đúng không? Cho nên là hãy nói rằng là mẹ sinh ra con, mẹ dứt ruột đẻ ra con, con thế nào cũng là con của mẹ. Việc đầu tiên được như thế mà các cậu con trai hoặc các cô con gái lao vào mà ôm bố ôm mẹ. Vâng, con cảm ơn mẹ. Con cũng không muốn thế nhưng mà thôi, con biết mẹ buồn, con biết bố buồn, con biết mẹ thất vọng về con, nhưng con sẽ cố gắng sống tốt như một người công dân bình thường. Con sẽ không làm điều gì để hổ thẹn với bố mẹ. Còn cái chuyện con yêu ai, con lấy ai mà là chuyện sau này tính sau. Đó, đúng không? Tôi nghĩ rằng là đừng có làm quan trọng hóa vấn đề, đừng có trầm trọng hóa vấn đề. Tự mình đôi khi cái việc con mình đồng tính ấy, chưa chắc nó đã nguy hiểm bằng cái ứng xử không khéo của mình. Vâng, đã có trường hợp là rất nhiều bạn bỏ nhà ra đi. Vâng. Rồi thề là không bao giờ quay trở lại lúc nhà. Lúc đấy đúng nữa. Là mất con thật. Lúc đấy mới là mất con thật. Hoặc là nó chán đời, nó không có người chia sẻ, nó phải lao vào chích ma túy để gì ạ, để nó quên đi cái nỗi buồn. Thì đấy mới là mất con. Có một trường một số những cái gọi là trường hợp nó hơi hiếm hoi thôi. Nó không phải là khỏi đâu ạ. Có những bạn trẻ ngộ nhận mới lớn lên 17, 18 cũng đã va vấp gì đâu, thấy ở trong lớp cứ thấy quý quý thích nhau rồi ôm ấp nhau, rồi thậm chí là hai thanh niên mới lớn đang ở cái tuổi phát triển về tình dục thì là ôm ấp vuốt ve kích thích nhau, rồi nghĩ rằng là mình yêu thằng này. Ôi nhưng mà rồi mà đến một ngày đẹp trời là gặp được một cô gái đẹp đẹp xinh xinh rồi tự lại nhiên thích, rung rinh rung động rồi bỏ vân vân. Thế thì cái việc mà cứ bình tĩnh, biết đâu có một lúc nào đó cái cánh cửa quay trở lại của con nó lại còn. Nếu mình làm quá to chuyện nghĩa là mình đã bịt đường trở lại của con đấy ạ. Mình đã chặn lối mà trở lại bình thường của con rồi. Như vậy là theo chia sẻ của chuyên gia Đinh Đoàn thì khi mà gặp bất kể vấn đề gì, kể cả khi mà con mình một ngày đẹp trời mà thông báo là con không đúng với giới tính mà cha mẹ sinh ra, thì cha mẹ hãy bình tĩnh và đồng hành cùng con, chia sẻ cùng con, đúng không ạ? Rất là nhiều những gia đình bán cửa, bán nhà, bán trâu, bán bò đi để chữa bệnh cho con. Nếu phát hiện ra con có bệnh về thận, về tim, về gan, về phổi, trông nó giặt dẹo, nó ốm đau nhưng mà vẫn thương, vẫn xót, không tiếc một đồng, thậm chí còn đi làm thuê, làm mướn, thậm chí còn đưa con ra Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh để vào viện. Ban ngày thì bố mẹ đi làm thuê để lấy tiền để cho con được nằm viện để chữa cái nọ cái kia. Mà người ta còn vì con. Thế sao một cái thằng con nó đẹp trai, nó cao to lồng lộng, hay một cô con gái của mình trông nó dịu dàng nữ tính, nó đang là cán bộ nhà nước, nó đang có lương như thế này, mà lại kêu rằng là mất con, với lại từ mặt, với lại coi như mày chết rồi. Rất là đáng tiếc. Chúng ta suy nghĩ lại ở cái chuyện đó. Và đừng quên rằng đồng tính không phải là bệnh. Và cũng đừng quên rằng chúng ta sinh ra con nó đã thế rồi. Thế còn nó phát hiện ra sớm hơn muộn hơn là do mỗi người. Có những bạn nhận ra từ hồi lớp 7, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì bạn nhận ra là em nhận thấy em lạ lắm, em không thích những bạn khác giới, em lại thấy rung động với cái cậu bạn lớp trưởng của em chẳng hạn, với cậu con trai. Nhưng mà cũng có người đến tận 20 mấy rồi mới nhận ra. Thậm chí có người lập gia đình rồi. Đúng rồi, một ngày nào đó thì mới gặp được một người đúng là cái nửa kia của mình, mới nhận ra là ôi mình có cái xu hướng đồng tính. Vâng. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của chuyên gia Đinh Đoàn và cũng rất hữu ích đối với những cái gia đình mà có con đồng tính. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Chúng tôi chỉ muốn xin gửi tới quý thính giả một cái thông điệp, đó là có thể mất một tuần, có thể mất một tháng hoặc thậm chí nhiều tháng chúng ta mới quen được với cái sự thay đổi của con, với giới tính thật của con. Tuy nhiên thì con vẫn là con của mình và mình hãy đồng hành cùng với con, chia sẻ cùng với con, cũng như là những người con mà đồng tính thì hãy chia sẻ cùng với bố mẹ, và bố mẹ sẽ luôn luôn cùng đồng hành cùng với các bạn để theo các bạn trong suốt cuộc đời này. Đến đây thì chương trình xin được kết thúc và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay có thể like, subscribe và để lại comment. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.